Không, anh liền đâu bay theo em á. Vì nó bay cái người bạn anh liền em thấy luôn trên là nó đi như vậy mà. Mà nó đi cái buồn sống nắng được thì nó đi qua là buồn nắng bay. Hôm nay đây có dừng được cái. Dạ, ra cái này tới lâu hơn anh. Nay bấm thầm được tới được mấy ngày á. Quán mà lâu nữa. Dạ xong rồi. Mà gọi như vậy nữa xong. Bạn thì nghe nó phải tỉ mỉ mới được nha. Dạ. Anh nghe vậy luôn à? Dạ dạ. Anh nghe như vậy hả? Để ở chỗ nào? Em ở Phương Lục. Dạ. Anh ở đâu rồi? Anh ở ngoài Phong Điền rồi. Dạ. Lúc vô đây lâu rồi. Dạ. Lúc nào tới chứ con. Lâu rồi mà còn tìm Huế. Thì dòng cha sinh này cái này. Đúng rồi đó. Đi học con học à? Thank you.
Đua đấy thiệt trơn luôn. Anh chị em rồi, anh chị em. Nha, em không chỉ anh chị em nữa này. Bây giờ đây hết tạm người rồi. Ở dưới đường hoang đấy thôi này. À, anh ở bên đường hoang. 220 đường hoang. À. Đây cái tủi trong đây cho anh. Dạ. Để đưa ra anh đưa cái lẻ lên. Thôi đi đồ mình nói. Em ơi. Ôi ơi. Anh nói nghe nghe rằng nó ứng được á, cho nên anh tưới nước vào là nó tưới miệt luôn á. Dạ. Anh để tìm đủ nha. Dạ.